sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào như nộp kinh phí giữ chỗ hay thu giữ hồ sơ. Đây là yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất 17 giờ ngày hôm nay, mùng 10 tháng 7, các cơ sở đào tạo đại học có tổ chức xét tuyển sớm phải cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên hệ thống xét tuyển của Bộ. Nhằm đảm bảo công bằng và quyền lợi của thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, cơ sở đào tạo không được yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh việc cam kết xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào như nộp kinh phí giữ chỗ hay thu giữ hồ sơ. Liên quan đến bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, do được khẩn trương đưa tới bệnh viện để điều trị kịp thời, nên hiện sức khỏe của nữ bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu 18 tuổi, quê ở Nghệ An, làm việc tại Bắc Giang đã ổn định. Bệnh nhân đã được các bác sĩ điều trị dự phòng sớm theo phác đồ, sử dụng kháng sinh diệt vi khuẩn, ngăn ngừa vi khuẩn phát triển nên chưa có tình trạng biến chứng. Bệnh nhân được chuyển về địa phương tiếp tục cách ly, theo dõi. Bác sĩ cảnh báo khi người dân có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu như các dấu hiệu ở trên nên đến cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Bộ Y tế vừa có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo tăng cường nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống dịch bệnh mùa hè như bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi cho nhân dân trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch bệnh. Theo đó, phát động ra quân chiến dịch diệt muỗi, loang quăng, phòng chống sốt xuất huyết với sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể và người dân vào công tác phòng chống sốt xuất huyết với thông điệp mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt loang quăng, bọ gậy. Chỉ đạo tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, các giải pháp phòng chống các bệnh lây từ động vật sang người. Thưa quý vị, chuyển đổi số là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành y tế trong năm nay. Theo đó, toàn ngành y tế phải đẩy mạnh thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt. Các cơ sở khám chữa bệnh phải khẩn trương triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy. Tuy nhiên, đến hiện nay mới có ít bệnh viện triển khai được việc này. Thay bằng xếp hàng lấy số, người dân sẽ tự đăng ký khám bệnh tại những kiosk này. Màn hình hiển thị các lựa chọn dịch vụ theo nhu cầu của người dân như khám bệnh theo bảo hiểm y tế đúng tuyến, bảo hiểm y tế trái tuyến, đăng ký khám dịch vụ và đăng ký khám thu phí. Thao tác đơn giản, nhanh chóng nên nhiều người đã lựa chọn để đăng ký khám tại đây. Rất là tiện lợi, đến mình chỉ việc thao tác rất là đơn giản và mình có số thế tại phòng khám luôn. Sau đó mình lên cái phòng mình chỉ định sẵn rồi và mình không phải chen lấn gì hết cả mà mình ngồi chờ ghế gọi đến lượt là mình được vào, mình rất thấy là thuận tiện. Để giúp người dân đến khám có thể theo dõi sức khỏe, nhất là với người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính, bệnh viện đã xây dựng app khám bệnh, không chỉ nhắc lịch khám định kỳ, giờ uống thuốc mà tất cả thông tin về các lần khám, kết quả xét nghiệm đều lưu đầy đủ. Nên là rất là thuận tiện. Trước đây thì tôi cứ phải hỏi là mẹ ơi ngày khám của mẹ là bao nhiêu. Tôi theo dõi được cái lịch sử của mẹ tôi. Ví dụ như là lần trước uống thuốc rồi là thì nó sẽ điều chỉnh cái đường huyết lên bao nhiêu và bác sĩ Hằng cũng tư vấn là nên dùng cái nào. Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn là một trong 70 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, thay thế hoàn toàn bệnh án giấy. Theo các bác sĩ, bệnh án điện tử nếu được triển khai rộng rãi và kết nối giữa các cơ sở y tế sẽ mang lại lợi ích cho người bệnh, bác sĩ và giảm được rất nhiều chi phí khi sử dụng bệnh án giấy. Bệnh án điện tử giúp cho chúng tôi có thể lập cái kế hoạch điều trị và chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn, nhanh hơn và chính xác hơn. Các cái thông tin đưa ra chính xác và nó phù hợp với tình trạng của bệnh nhân. Các bác sĩ và các bạn điều dưỡng có thể chia sẻ thông tin về bệnh nhân giữa các bác sĩ trong khoa, giữa các bác sĩ trong các khoa phòng khác nhau và giữa các bệnh viện được tốt hơn. Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế năm nay, bắt buộc phải tập trung thực hiện. Bệnh án điện tử là mắt xích cốt lõi trong chuyển đổi số, giúp bệnh viện quản lý minh bạch, khai thác dữ liệu và phục vụ nghiên cứu khoa học hiệu quả hơn. Song đến nay, việc chuyển đổi rất chậm. Hiện trong 1.800 bệnh viện, chỉ có 70 cơ sở công bố dùng bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy.
Ngày 9 tháng 7, theo giờ New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về tình hình xung đột tại Ukraine sau khi xảy ra các cuộc tấn công quy mô bằng tên lửa tại nước này. Tại cuộc họp, một số nước đã lên tiếng chỉ trích Nga, nước đang giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 7, với cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine. Quyền điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc Joyce Musia đã lên án các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào nhiều thành phố ở Ukraine. Theo bà, Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đang xác minh các số liệu, trong khi nhân viên cứu trợ, nhân viên bệnh viện và lực lượng tình nguyện viên đang dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt. Trong khi đó, đại diện phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc hối thúc tất cả các bên liên quan tới cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine không đổ thêm dầu vào lửa, đồng thời thể hiện ý chí chính trị và sớm khởi động các cuộc đàm phán hòa bình. Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, ưu tiên hàng đầu hiện nay là giảm leo thang căng thẳng bằng việc thực thi ba nguyên tắc: không mở rộng chiến trường, không leo thang chiến sự và không bên nào đổ thêm dầu vào lửa. Mưa lớn như chút nước đã đổ xuống các tỉnh Bắc Chola và Nam Trung Trơn của Hàn Quốc. Lượng mưa đo được lên tới 255mm chỉ trong vài giờ, gây ra ngập lụt trên diện rộng. Đây là trận mưa lớn kỷ lục trong 200 năm qua. Theo Bộ Nội vụ Hàn Quốc, đã có 4 người thiệt mạng trong các vụ việc liên quan đến mưa lớn. Số nạn nhân thiệt mạng dự kiến còn tăng do tiếp tục có những báo cáo về người bị mất tích ở tỉnh Bắc Trung Trương. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại các khu vực chịu ảnh hưởng để tìm kiếm người mất tích. Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề tại Hàn Quốc. Theo các báo cáo sơ bộ, đến nay có 3.000 người phải sơ tán, gần 4.000 người mất nhà cửa, nhiều ô tô, đường xá, đê điều và các công trình công cộng bị ngập lụt. Mưa lớn đã ảnh hưởng đến hoạt động của đường hàng không và đường sắt. Có 21 chuyến bay tại sân bay quốc tế ở thành phố cảng phía đông Nam Busan bị hủy và 16 chuyến bay khác bị hoãn. Tất cả các dịch vụ tàu hỏa trên tuyến Giang-hang ở tỉnh Nam Trung Trương và tuyến Kyung-buk ở tỉnh Bắc Kyung-sang đều phải ngừng phục vụ cho đến 18 giờ chiều nay. Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moscow ngày hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ca ngợi thỏa thuận mua bán dầu mỏ với Nga, khẳng định rằng thỏa thuận đã góp phần quan trọng việc ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ truyền thống Ấn Độ-Nga, bất chấp các biện pháp trừng phạt từ phương Tây đối với Nga sau cuộc xung đột ở Ukraine, Ấn Độ vẫn duy trì việc nhập khẩu dầu thô từ Nga nhằm đảm bảo giá cả ổn định trong nước và lợi ích quốc gia. Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về các biện pháp nhằm đa dạng hóa hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực như thương mại đầu tư, an ninh, nông nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Modi cũng đánh giá cao các cuộc thảo luận với Tổng thống Putin về tình hình Ukraine, khẳng định Ấn Độ sẵn lòng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để hướng tới hòa bình. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa có chuyến thăm Nga 2 ngày và dự thượng đỉnh song phương thường niên lần thứ 22 tại Moscow. Thông cáo chung Ấn Độ-Nga sau khi kết thúc hội nghị cho biết, hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Ấn Độ và Nga nhất trí tăng cường hợp tác trong 9 lĩnh vực chủ chốt gồm thương mại, thanh toán song phương bằng đồng nội tệ, nâng kim ngạch hàng hóa vận chuyển qua các tuyến đường mới như hành lang vận tải Bắc Nam, nâng cao khối lượng thương mại các mặt hàng nông sản, thực phẩm và phân bón, làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực này, hợp tác năng lượng bao gồm năng lượng hạt nhân, phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy đầu tư vào các dự án chung trong nền kinh tế kỹ thuật số, hợp tác cung cấp thuốc và hỗ trợ nhân đạo. Ngày 9 tháng 7, tại sân bay vũ trụ của châu Âu ở khu vực Kourou, Guyane thuộc Pháp, cơ quan vũ trụ châu Âu ESA đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa Ariane 6, mở ra những triển vọng mới cho lục địa già trong cuộc khám phá vũ trụ. Trễ hơn 1 giờ so với dự kiến, tên lửa Ariane 6 đã cất cánh vào lúc 19 giờ địa phương, tức 2 giờ sáng ngày 10 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, mọi việc diễn ra suôn sẻ trong thời tiết thuận lợi. Ariane 6 rời đi mà không gặp bất kỳ sự cố nào, mở ra hy vọng giành lại quyền độc lập tiếp cận không gian của châu Âu. Giám đốc cơ quan vũ trụ châu Âu khẳng định đây là một ngày lịch sử đối với châu Âu. Trên thực tế, dự án phóng tên lửa Ariane 6 được lên kế hoạch cho năm 2020, nhưng do đại dịch COVID-19 cũng như nhiều vấn đề kỹ thuật buộc đội ngũ phát triển phải rời lại đến năm 2024. Trong khi đó, phiên bản Ariane 5, phiên bản cũ của Ariane 6 được phóng lần cuối cùng vào tháng 7 năm 2023, tức là 27 năm sau lần phóng đầu tiên, khiến Liên minh châu Âu không có phương tiện độc lập trong gần một năm để tự đưa các vệ tinh vào không gian.